Dạ, nghệ sĩ Thanh Hùng của đoàn Kim Trung hồi xưa. Qua sang chung với nhau nữa mà cũng còn quên. Anh đừng có la tôi à, mấy chục năm rồi anh biết không? Mới vậy tôi có mặt hai lần, hai lần. Một tuần lễ là quên mất tiêu rồi cái đầu này nè. Cái đầu này tôi mổ, tôi lấy não ra đi. Thì bởi vậy, anh mổ giùm đi. Thôi đó. Một tuần lễ là mất tiêu, quên mất tiêu rồi cái đầu này là một tháng. Bữa nay ngày có chị tôi mới lên đó, bữa nay đánh võ ông nội tôi đó mà tôi hỏi có vợ tôi ngồi chưa. Bữa nay ngày có chị tôi mới lên đó. Không phải của tôi đang không lên à? Không có lên tại đánh võ ông nội. Năm nay em tuổi rồi. Còn trẻ tôi đó. Hơn chị 1 tuổi. Tôi cũng thân chị của vợ phải không? Ừ. Tôi lớn chị 1 tuổi. Vậy sao? Mình thăm tuổi Minh Phụng á. À, tuổi Minh Phụng. Đó, tuổi Lan. Phải về với anh ba hai lần ở dưới nhà dưới Mỹ Tho. Trời ơi, nhưng mà mấy chục năm rồi, bữa nay người ta mới đây, bữa nay người ta trẻ lại rồi. Trẻ rồi phải không? Quên. Biết rồi, Nhưng mà chúng tôi chỉ được cái miệng với cái bản mặt đó, thì giờ còn nhớ ao ao. Trời, chứ lâu quá, anh không quên. Lâu gặp quá. Ở vợ tôi nhỏ anh chị này, quên hết trơn luôn đó. Đó, vậy tại sao anh lợi thị tôi? Nói tôi chưa vợ tôi quên hết chuyện chị đó. Hai người quên hết chuyện luôn.